không mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu, đi xe làn đường quy định là những lỗi vi phạm dễ thấy của một số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau một kỳ nghỉ Tết dài. Tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố và cảnh sát giao thông trật tự công an các quận huyện đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm tra, xử lý và ngăn chặn những hành vi cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngã tư Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hưu, mặc dù đã lắp đặt biển cấm mô tô đi vào đường chính, thế nhưng vẫn có hàng loạt xe máy đi vào. Sau hơn một tháng ra quân tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến bắt đầu lập biên bản xử lý. Lỗi vi phạm này sẽ có mức xử phạt là 500.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông giữa xe máy và container tại điểm đen, giao thông cách đó không xa, là nút giao Ngũ Hành Sơn, Hồ Xuân Hương. Thì cũng cả hai năm đi không đi luôn á. Thiệt chứ còn nếu như mà đi thì không đến nổi chi như đây rồi. Nói thiệt, đi thì mình cũng để nhưng mà do là lao chừ nói thiệt. Lao chừ không có đi, lại đi có đường sau bên cầu Hồ Xuân á. Nhà bên Hồ Quý là đi bên đường kia, cái thôi đi về đường đi để đi chợ đây. Về cái hệ thống biển báo hiệu để cho hướng dẫn cho người ta chấp hành cho tốt thì có những cái chưa hợp lý. Ví dụ như cái tầm người ta đi xe máy, thì người ta nhìn thẳng, nhưng mà cái biển đặt là nó rất là cao, cho nên người ta không chú ý quan sát. Còn tại một số tuyến đường trung tâm thành phố, các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự các quận luôn túc trực, kịp thời xử lý hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu. Chỉ trong vài giờ đồng hồ có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận tổ công tác đã xử lý được 30 trường hợp vi phạm. Qua xử lý thì có những trường hợp thì thổi là không chấp hành và anh em cũng cương quyết là phải xử lý cho bằng được. Những trường hợp mà chống đối hoặc là những trường hợp mà không chấp hành hiệu lệnh. Ngoài chốt chặn, lực lượng chức năng còn tăng cường thêm các tổ công tác đặc biệt, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các đối tượng độ chế xe máy, cố ý phô diễn hành vi lạng lách, đua xe trái phép, để tai nạn giao thông không còn là câu chuyện nhức nhối của xã hội hay là nỗi đau của bất cứ gia đình nào. Mỗi người dân cần chú ý quan sát và tự nguyện tuân thủ mọi quy định khi tham gia giao thông trên đường.